Vụ Việt Á bị phạt khiến cho hàng loạt KOL ở Trung Quốc gấp rút nộp thuế vì sợ bị điểm danh. Ngày 20 tháng 12 vừa qua, cơ quan thuế Trung Quốc cho biết nữ hoàng livestream VR đã bị phạt 1,34 tỷ nhân dân tệ, tương đương 210,6 triệu đô la Mỹ vì tội trốn thuế. Cục thuế thành phố Hàng Châu cho biết VR tên thật Hung Guanwei bị cáo buộc che giấu thu nhập cá nhân và nhiều tội danh khác trong năm 2019 và 2020. Sau đó, nhiều người có ảnh hưởng trên mạng ở Trung Quốc đã gấp rút nộp thuế trong bối cảnh các cơ quan quản lý của nước này đang tăng cường giám sát hoạt động nộp thuế của những người đã phát livestream hàng đầu và do lo ngại có thể bị phạt nặng như VR. Theo một đơn vị tin tức, hơn 1.000 người phát livestream đã tới cơ quan thuế để nộp thuế. Sau thông báo hồi tháng 9 của chính phủ Trung Quốc rằng họ sẽ tăng cường quy định thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực giải trí. Để không bị phạt nặng, người nộp thuế cần hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình trước cuối năm 2021. Trường hợp của VR càng khiến cho các KOL lo lắng và tìm cách hoàn thành nghĩa vụ thuế càng sớm càng tốt. Trước VR, hai nhân vật phát livestream nổi tiếng khác của Trung Quốc là Cherry và Sunny cũng đã bị phạt 15 triệu đô la Mỹ vào tháng 9 vì trốn thuế. Đến nay, VR là ngôi sao đáng chú ý nhất vì bị phạt khoản tiền kỷ lục về tội này. Trên tài khoản Weibo có 18 triệu người theo dõi, VR đưa ra lời xin lỗi. Tôi rất xin lỗi vì những vi phạm của mình về luật và quy định về thuế. Tôi hoàn toàn chấp nhận hình phạt mà cơ quan thuế đưa ra, cũng như cam kết sẽ nộp phạt đúng hạn. Theo một tờ báo, VR đã biến mất hoàn toàn khỏi nền tảng thương mại điện tử Taobao của Alibaba sau vụ việc trên. Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội Weibo và Douyin của cô cũng bị xóa sổ. Chưa dừng lại ở đó, buổi livestream lễ hội trang điểm VR cũng bị hủy. Theo Business Insight, Trung Quốc đang tăng cường giám sát ngành công nghiệp giải trí và điều chỉnh một số hoạt động của người nổi tiếng ở nước này. Tháng trước, Cơ quan Quản lý Internet Trung Quốc đã đưa ra quy định người nổi tiếng phải tránh phô trương sự giàu có trên mạng xã hội. Cũng trong tháng đó, Trung Quốc công bố danh sách đen bao gồm tên của 88 người nổi tiếng được cho là có hành vi bất hợp pháp và phi đạo đức. VR không phải là trường hợp đầu tiên của Cbiz bị thanh trừng mạnh mẽ, bởi trước đó Phạm Băng Băng và Trịnh Sản là hai nhân vật sừng sỏ bị phong sát mạnh mẽ. Mỹ nhân họ Phạm bị hạn chế tham gia các sự kiện showbiz hay xuất hiện trên sóng truyền hình. Cho đến hiện tại, con đường trở lại làng giải trí của Phạm Băng Băng vẫn vô cùng khó khăn. Trong khi đó, nàng bối Vivi đã bị chặn đường hoạt động nghệ thuật, không còn chỗ đứng trong showbiz. Giữa môn trùng bê bối trốn thuế, Cbiz vẫn có một trường hợp hiếm hoi từng vướng cáo buộc trốn thuế. Không chỉ vậy, còn từng phải ngồi tù gần 2 năm nhưng vẫn trụ vững hoạt động trong showbiz, tham gia nhiều sự kiện nghệ thuật lớn nhỏ sau khi mãn hạn tù, đó chính là Lưu Hiểu Khánh. Trước khi gặp nạn, Lưu Hiểu Khánh từng được tung hô là nhà tỷ phú tài ba của làng giải trí. Nữ diễn viên sở hữu 26 công ty truyền thông và kinh doanh, gia tài ước tính từ 500 triệu đến 1 tỷ tệ, tương đương 1.800 tỷ đến 3.600 tỷ đồng. Nữ diễn viên họ Lưu cũng là sao nữ Cbiz đầu tiên có tên trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes. Năm 2002, ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nàng Võ Tắc Thiên vướng bê bối trốn thuế. Theo điều tra của cảnh sát, hàng loạt công ty thuộc quyền giải trí của nữ diễn viên bắt đầu làm giả số liệu từ năm 1996. Số tiền trốn thuế lên tới con số 14,58 triệu tệ, tương đương 51 tỷ đồng. Có thể nói đây là một con số chấn động trong làng giải trí, khiến truyền thông và người hâm mộ vô cùng bức xúc. Sau quá trình điều tra, Lưu Hiểu Khánh bị bắt ngồi tù 422 ngày. Công ty không những phải trả lại đủ thuế mà còn bị phạt thêm 5,73 triệu tệ, 20 tỷ đồng. Bê bối trốn thuế đầu tiên trong làng giải trí khiến cả Cbiz chấn động. Tới ngày 17 tháng 8 năm 2003, Lưu Hiểu Khánh mãn hạn tù. Nhờ người bạn đời Tôn Tương Quang, nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh bắt đầu xây dựng sự nghiệp lại từ đầu. Dù rằng có rất nhiều người bạn trong làng giải trí ngỏ ý muốn giúp đỡ về mặt kinh tế, nhưng Võ Tắc Thiên quyết định làm lại mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Ở tuổi 66, Lưu Hiểu Khánh có cú twist ấn tượng, nỗ lực đóng phim, cống hiến cho nghệ thuật. Dù rằng sự nghiệp của nữ diễn viên chưa thể so được với thời kỳ đỉnh cao, nhưng bà là trường hợp hiếm hoi có thể làm lại từ đầu hậu scandal trốn thuế. Không chỉ vậy, cuộc hôn nhân hạnh phúc với đại gia Hồng Kông Vương Hiểu Ngọc sau 3 lần đổ vỡ hạnh phúc khiến công chúng càng nể mỹ nhân họ Lưu. Sau khi về chung nhà, Vương Hiểu Ngọc sang tên hai căn biệt thự cao cấp của ông ở Mỹ và Hồng Kông cho Lưu Hiểu Khánh, mua sắm cho bà vô số trang sức có giá trị. Có thể nói Lưu Hiểu Khánh đã có cuộc trở lại đầy ngoạn mục khiến nhiều người nể phục.